mạch chỉnh lưu không điều khiển. Phần 1. Mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, mạch nửa sóng, một xung E1U. Các đặc tính của mạch nửa sóng một xung E1U. Phần điện áp gợn sóng cao, tần số gợn sóng 50Hz, trị số trung bình cộng thấp, chỉ sử dụng được với dòng điện thấp. Thí dụ sử dụng cho mạch nạp điện, bộ sạc. Ta làm thí nghiệm như hình sau. Mắc nối tiếp diode silic, thí dụ BIE44 với một bóng đèn 12V và nối mạch này với một biến áp cách ly có thể chỉnh được. Chỉnh biến thế sao cho điện áp cấp cho mạch điện U1 là 25V. Hãy dùng máy hiện sóng 2 kênh để quan sát điện áp U1 và UD. Chú ý việc chỉnh AC hay DC ở máy hiện sóng. Ta nhận thấy bóng đèn cháy sáng, điện áp UD ở bóng đèn có dạng xung và thay đổi với điện áp ngõ vào U1. Với mạch nửa sóng một xung, chỉ có nửa sóng dương được dùng đến. Diode dẫn điện với nửa sóng dương vì điện thế ở anode dương hơn ở cathode. Với nửa sóng âm, diode không dẫn điện. Tải chỉ nhận được các nửa sóng dương của điện áp xoay chiều và như thế chỉ có điện áp xung một chiều như hình minh họa trên. Quay trở lại với mạch thí nghiệm ban đầu, thay vì máy hiện sóng, ta dùng máy đo điện áp loại khung quay, vôn kế có cuộn dây động, điện áp trung bình cộng UD được hiển thị.